Này, bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây súng bắn keo, một chiếc bút chì, một cây bút bi màu đen, một chiếc bút màu, một cái thước kẻ này, một cái kéo và một chiếc công ta. Về nguyên liệu thì ở đây mình chuẩn bị hai tờ giấy. Mình có một tờ giấy màu tím và một tờ giấy màu trắng như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu trắng này nha. Cái tờ giấy màu trắng của mình cỡ của nó là đằng cỡ 4, nên bây giờ mình sẽ gấp đôi cái tờ giấy màu trắng này lại. Sau đó mình sẽ sử dụng những cái tờ giấy màu tím này. Đối với cái tờ giấy màu tím này, bây giờ các bạn sẽ kẻ ra cho mình 4 đường thẳng nhé. Mình sẽ dùng bút chì. Giờ mình sẽ cắt 4 cái hình này ra nha. Sau khi mà mình đã cắt xong bốn cái này, giờ mình sẽ gắn lên. Các bạn sẽ gắn như mình nhé. Cái thứ ba nha. Và cái thứ tư này.
Như vậy là mình đã dán xong cái phần khung ở bên trong như thế này. Tiếp theo mình sẽ đi làm hoa để trang trí nhé. Về hoa mình sẽ sử dụng bằng một chút màu vàng. Sau khi mà cắt xong được ba cái hình như thế này, giờ mình sẽ gập lại. Sau đó sẽ cắt hoa nha. Vậy là mình đã tô xong cái màu xanh như thế này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái bút ra. Ở đây mình có cái bút màu hồng này. Mình sẽ viết chữ ở bên trong cái phần màu tím này nha. Bên trong này mình sẽ ghi chữ happy. Đó. Và phần bên trong mình sẽ kẻ những cái dòng kẻ để mình ghi những lời chúc nha. Như vậy là mình đã làm xong một tấm thiệp xinh xắn bằng giấy như thế này rồi. Đó. Rất là dễ làm. Nếu mà mọi người thích thì có thể dùng giấy và làm cho ra những cái tấm thiệp như thế này nhá. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo.